Dạ, lúc mà nghe được tin để sang Campuchia thi đấu thì em rất là vui ạ. Và hứng khởi tại vì đội đang khó khăn cho nên là rất là sẵn lòng để qua giúp đỡ đội bóng trong lúc khó khăn như thế ạ. Dạ, lúc đấy thì cũng không lo lắng lắm ạ. Tại vì nhìn những anh em bị Covid thì thấy thương cho nên là cái tinh thần và cái quyết tâm của anh em ra sân là nó cao hơn ạ. Em cố gắng thi đấu cả phần của những bạn bị Covid ạ. Dạ, trước trận đá với Thái Lan thì thầy Thiên Nam đã truyền cảm hứng rất là lớn cho bọn em, kể nói tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam rồi những khó khăn. Thầy Nam một người ở ngoài công việc thì tình cảm mà khi trong công việc thì rất là nghiêm khắc ạ. Thầy ấy truyền cái tinh thần và cái cảm hứng với cả cái tâm lý cho bọn em rất là nhiều ạ. Đưa bóng vào. Nguy đây em rất là vui ạ và không nghĩ được nhiều. Bàn thắng đấy em tặng cho những bạn bị Covid trước trận đấu ạ. Nghĩ lại tội lắm anh ạ, tại vì mấy bạn đấy tập luyện 2 3 tháng trời xong rồi tới giải đấu thì bị Covid không được thi đấu nên bọn em khi bàn thắng đấy rất là cảm xúc ạ. Tặng cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã luôn đồng hành cùng với đội tuyển trong những lúc khó khăn nhất ạ. Nhà đồng bào ở đấy thì từ anh Việt đón bọn em từ cửa khẩu đi về cho tới anh Hùng cho những lá song ấy à, là bọn anh chuẩn bị xong rồi áo thi đấu rồi bọn anh chuẩn bị hết. Tới ngày gần thi đấu thì cơm người ta không cho bọn em xuống ăn ở dưới anh nên là cơm không ngon, bọn anh phải mua cơm và nấu nấu cơm vào cho bọn em ăn, rất rất là tình cảm ạ. Những cái chi tiết nhỏ như thế thôi nhưng mà khiến bọn em cảm thấy rất là tự hào về người và hãnh diện về khi có những người Việt Nam mà làm việc để sinh sống bên đây. Và trong mùa giải mới thì em mong là sẽ thi đấu tốt cho câu lạc bộ và cố gắng phấn đấu để được đi đá SEA Games tại Việt Nam.